Sống Carbonara Color Lux, sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Anh đánh giá như nào về chức vô địch của Công an Hà Nội năm nay, có thực sự thuyết phục với cá nhân anh không? Tôi nghĩ thuyết phục hay không thuyết phục thì giờ họ cũng đã giành cúp. Còn để đánh giá thì tôi đánh giá một phần, rất nhiều người đánh giá. Nhưng chỉ thấy là một điều là bóng đá mà. Đôi khi là những cái thất bại mình cũng nên đón nhận một cách nhẹ nhàng. Lúc mình thành công thì người ta tung hô. Còn khi mà mình thất bại mình cũng cảm thấy là mình phải chuẩn bị cho mùa giải mới thật sự tốt hơn. Thì mọi người đều thấy là chúng tôi đã là cựu vô địch. Những gì mà đội bóng Hà Nội đã nỗ lực suốt thời gian qua thì đấy là cái sự nỗ lực của toàn thể đội bóng. Năm nay là một cái năm rất đáng nhớ đối với Hà Nội FC. Chúng tôi thay đổi rất nhiều, chúng tôi có ban luyện mới, có những cầu thủ mới. Và việc chúng tôi nằm trong top 3, đấy cũng là cái tự hào của đội bóng. Còn thì bản thân tôi thì rất là cảm xúc đến khán giả. Họ luôn luôn đồng hành với đội bóng, dù có những lúc khó khăn nhất. Thì tôi vẫn luôn luôn gửi lời cảm ơn đến những khán giả của Hà Nội FC từ khắp đất nước. Và đặc biệt là mọi người đều thấy là một năm với mật độ thi đấu rất là khó khăn. Lực lượng mất mát rất nhiều nhưng mà chúng tôi vẫn đạt được cái chỉ tiêu nằm vào top 3. Thì bản thân tôi cũng cảm thấy là tự hào về đội bóng Hà Nội FC. Nhìn lại cả mùa giải thì theo anh thì Hà Nội đâu là cái thời điểm mà Hà Nội gặp khó khăn nhất trong mùa giải này? Tôi nghĩ là cái giai đoạn cuối của giai đoạn 1 thì chúng tôi ngoài vấn đề tôi bị cấm 8 trận và một số cầu thủ trụ cột cũng bị những cái chấn thương. Hai bạn trụ cột của đội tuyển quốc gia cũng bị mắc cắt dạ dày thì cũng nghỉ mất hàng tháng chứ. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc đối với bản thân tôi và đội bóng. Còn thì mọi người đều biết là bóng đá là sân khấu bốn mặt. Những cái gì mà nỗ lực thì trận năm nay nó diễn ra như thế nào thì mọi người đều nhìn thấy. Với tư cách là cầu thủ thì bản thân tôi luôn luôn động viên anh em là mình phải nỗ lực trên sân. Mình làm tốt trên sân để cho những phóng viên, những khán giả họ quan sát, họ nhìn nhận và họ đón nhận. Còn các em trẻ thì được học hỏi nhiều hơn. Các em sẽ có những cái đà để cố gắng phấn đấu vì đội tuyển quốc gia. Một lần nữa thì cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng chỉ biết rằng là năm nay chúng tôi đã làm tất cả bằng tâm huyết, bằng chuyên môn. Anh đánh giá như nào về chức vô địch của Công an Hà Nội năm nay, có thực sự thuyết phục với cá nhân anh không? Tôi nghĩ thuyết phục hay không thuyết phục thì giờ họ cũng đã giành cúp. Còn để đánh giá thì tôi đánh giá một phần, rất nhiều người đánh giá. Nhưng chỉ thấy là một điều là bóng đá mà. Đôi khi là những cái thất bại mình cũng nên đón nhận một cách nhẹ nhàng. Lúc mình thành công thì người ta tung hô. Còn khi mà mình thất bại mình cũng cảm thấy là mình phải chuẩn bị cho mùa giải mới thật sự tốt hơn. Còn thì bản thân tôi cũng chúc mừng câu bộ Công an Hà Nội đã có một cái chức vô địch. Trước mắt Hà Nội sẽ là AFC Champions League, mà anh đánh giá nào về những đối thủ cùng bảng của Hà Nội tại AFC Champions League và Hà Nội cũng có sự chuẩn bị nào cho cái giải đấu? Bản thân tôi nghĩ đấy là cái niềm tự hào của Hà Nội. Chúng tôi không chỉ trách nhiệm với bóng đá Hà Nội, với bóng đá Việt Nam. Mọi người đều biết là AFC Champions League nó là một cái đấu trường đòi hỏi không chỉ về chuyên môn, đòi hỏi nó là cái nền văn hóa, nó là cái nền mà người ta một câu bộ mạnh nhất các nước thi đấu với nhau, họ mang đến những cái tinh hoa của các nước, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phải tập trung, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất. Và hôm nay cũng là cái ngày kết thúc mùa giải, trước mắt chúng tôi là phải hướng ra châu lục, đấy là cái điều mà trọng trách của câu bộ Hà Nội là rất lớn. Theo thống kê thì từ năm 2017 đến nay thì Hà Nội mới có một năm mà chưa giành được danh hiệu, thì theo anh thì anh đánh giá nào về điều này? Tôi không nhớ, nhưng từ ngày tôi về Hà Nội giờ tôi chưa rời khỏi top 3. Tôi chỉ nhất nhì. Cái mà tôi muốn chia sẻ là đấy, như tôi nói là không ai là trên đỉnh vinh quang mãi. Chúng ta hãy đón nhận một cách nhẹ nhàng, chúng ta hãy hướng về phía trước. Khi tôi lớn tuổi thì có các em nó kế cận. Đấy là cái văn hóa của Hà Nội. Mong rằng là sắp tới đây sẽ có những cái cầu thủ sẽ kế tiếp những cái cầu thủ đã lớn tuổi. Đấy là cái văn hóa của Hà Nội. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng vì thủ đô, vì bóng đá Hà Nội. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.